Cái hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới bên mình ha, một mẫu mạch MD9840 DSP lập trình chống hú, có chỉnh mid bass, mid chép ha, có nguồn sung. Ok chưa? Trước sản phẩm đây. Ok, bên trong bo mạch đây, nguồn sung dạng cỡ lớn ha, cho phép mình chạy điện 220 độc lập ha. Rồi có ngõ lắp led nhét theo nhạc 12V, có ngõ lắp bình quy, ngõ ra lo một kênh, thì ở đây mình sử dụng lô đơn hoặc lô đôi đều được ha. Đây ngõ ra mic pro không dây 5V thì cho phép mình lắp mic pro không dây 5V hoặc 8V đều được ha. Đây mặt dưới của sản phẩm đó là IC MD9840, dưới miếng nhôm tản nhiệt lớn ha. Ok rồi, thì ở đây mình đang lắp bình ắc quy. Rồi, đang lắp với cái bass 4 tấc, bass 5 con 51 từ 104 ha, âm thanh cực tốt luôn ha. Lắp với cái chép B50 cái lô chung. Ok chưa? Thì ở đây mà đối với bo mạch mà D9840 ha, cho phép mình có hai dạng lắp, đó là cách thứ nhất ở đây là mình đang lắp chép bass 4 tấc ha. Cách thứ hai mình sẽ sử dụng là ba tấc đôi. Ba tấc đôi ha. Thì chép ở đó mà ba tấc đôi mình sử dụng hai chép 250 ha. Đây micro ha, mình đang test trên micro loại xịn ha, micro UHF. À, có xét tần số và chỉnh âm lượng ha, nhôm nguyên khối luôn ha. Đây, nhôm nguyên khối. Ok chưa? Nhôm nguyên khối. Đầu thu lỗ tốt luôn ha. Rồi. Đối với mẫu ba mạch mới bên mình đều có chống hú ha. Chống hú thì nó có nhiều cái lợi thế lắm cho lo kéo ha. Nó bảo vệ lo chép không bị cháy nè ha, chung cũng không bị cháy, bass không bị nhão, và điều đặc biệt là cái bo mạch sẽ không bị hư ha. Khi có hú thì nó rút cái dòng cao ha, thì gây nguy hiểm cho bo mạch ha, bo mạch dễ bị hư hỏng. Ok chưa? Rồi thì mình sẽ tiến hành test cái tiếng micro cho các anh em xem về phần chống hú nó có hiệu quả hay không ha. Nếu có chống hú thì cho phép mình ngồi gần loa ca mà không sợ hú rít ha, điều đó rất quan trọng cho loa kéo ha. Loa kéo mình thường là thông thường ngồi gần ha. Một hai đó, mình dí thẳng vô lo nó kêu tiếng rít rít re re gì đây này mới gọi là chống hú. Còn nếu mà không có chống hú thì nó rít một cái tắt nguồn luôn ha. Đó. Giữa chống hú và không chống hú nó khác biệt nhau như thế. Các anh em cũng phân biệt giữa bo chống hú và không chống hú. Đây là bo chống hú. Đó, khi đưa sát vô nó kêu tiếng re re nhẹ nhẹ và nó không có gây hư hại cho lo chép ha. Ok, mình sẽ tiến hành test tiếng micro lại lần nữa. Một hai Ok chưa? Thì ở đây mình sẽ tiến hành chỉnh cô giảm nhẹ lại để cho nó ra tiếng reverb cho các anh em xem nè ha. Một hai có bộ nhẹ lại chút nữa. Một hai có bộ năm sáu sáu tám chín một hai. Ok chưa? Lên chút xíu, lên là con chút. Một hai sáu tám chín mười. Ok, tầm đó là vừa ha. Đó, tiếng ra cực tốt ha. Lúc ca mới thấy được, mới cảm giác được. Ok, test nhạc chút xíu ha. Coi thử bo này, mà đơ này nó đúng căng cái bass 4 tấc hay không ha. Thank you.
ha, bass mạnh âm thanh hay ha. Ca thì mình sẽ tiến hành ca một cái đoạn nhỏ ha. Để thử tiếng ca. DSP lập trình reverb echo có chống hú. Tiếng ca tốt hay không ha? Con 51 ha, có chống hú, ca ngồi gần lo không sợ hú rít ha, không sợ bị hư chép, không sợ bị hư hỏng mạch ha, ca ngồi gần lo cực kỳ tuyệt vời ha. Ca mình kết thúc video tại đây.